Vậy thì sứ mệnh của bản thân mình là gì? Thì mọi người hay nói đến sứ mệnh to tát. Sau này tôi mới chợt nhận ra sứ mệnh của mình chính là thời khắc này. Mỗi một người ta gặp, ta hãy tập trung toàn bộ tình yêu thương dành cho họ. Ta thấu hiểu họ và ta chia sớt được gì với họ, ta hãy chia sớt với họ và làm cho họ vui. Chính là lúc mà ta thấy vui và trí tuệ khắc của ta nó lại lên. Đó chính là sứ mệnh của một đời người. Em chào thầy ạ. Thầy có thể chia sẻ cách để tìm ra sứ mệnh của bản thân mình không ạ? Em cảm ơn thầy. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và chia sẻ được nhiều giá trị cho cộng đồng ạ. Vâng. Thực ra suốt từ năm tôi học lớp 6, mặc dù lúc bấy giờ chưa có được đọc một cuốn sách nào về phát triển bản thân cả, chưa có một cái thông tin, nó không có mạng internet như bây giờ để mình nghiên cứu, để mình biết là cái sứ mệnh là cái khỉ gió gì. Lúc đấy nghe cái từ sứ mệnh là một cái từ gì đấy nó rất là cao siêu và không thể hiểu được. Mà tóm lại là tôi chỉ đi tìm cái việc mà vậy thì sau này mình trở thành ai, mình muốn làm cái gì và đi bằng con đường nào. Đại loại nó rất là loằng ngoằng, nó có vậy thôi. Mà tìm hoài mà nó cứ lằng nhằng. Mà có đặt mục tiêu thì chỉ liên quan đến là tao sẽ có bao nhiêu tỷ, tao sẽ giữ chức danh gì, không? Vậy thì cái gì mà muốn cho mình, nó không còn gọi là sứ mệnh nữa, bản chất nó là tham lam. Vậy thì cái sứ mệnh nó là cái gì? Thì thưa anh, trong đạo Phật thì chúng ta có 3 sứ mệnh. Khi chúng ta sinh ra và lớn lên và chết đi, chúng ta có 3 sứ mệnh chính. Một là trả nợ cho bậc sinh thành, tức là cha mẹ mình đẻ mình ra, nuôi mình lớn lên, thì mình phải có trách nhiệm trả nợ. Trách nhiệm trả nợ nhé. Thì trả nợ có 4 tầng trả nợ. Cái này anh nào đi học chuyển hóa tâm thức rồi thì sẽ hiểu sâu hơn. 4 tầng trả nợ. Tầng trả nợ thấp nhất đó là hiếu kính, tức là phải biết kính trọng cha mẹ, phải biết nói những lời ái ngữ, đừng mỉa mai, đừng châm biếm, đừng hỗn láo, đừng sỉ nhục cha mẹ. Cho dù mình là ai, mình thông minh thế nào, mình thành công đến đâu, thì những việc như thế đó là bất hiếu. Vậy thì cái hiếu đầu tiên đó là hiếu kính. Nên trên một tầng cao hơn một chút nữa gọi là hiếu thuận. Có khi cả đời cha mẹ mình chưa được du lịch, cả đời cha mẹ mình chưa được trải nghiệm một cái xe ô tô đẹp, chưa được trải nghiệm một cái nhà đẹp, bởi suốt tuổi xuân họ hy sinh sức khỏe, thời gian, sở thích của bản thân để nuôi con cái. Nay họ nuôi con trưởng thành và bắt đầu họ có chút tiền, họ muốn mang tiền của họ ra, họ trải nghiệm. Họ trải nghiệm. Thì mình thấy rằng những trải nghiệm ấy vô nghĩa và mình không cho họ trải nghiệm. Mà mặc dù tiền của cha mẹ mình, thì cái đó gọi là không hiếu thuận. Tóm lại, nếu cha mẹ mình tiêu tiền bằng tiền của cha mẹ mình mà họ không làm việc vi phạm đạo đức, không làm việc vi phạm pháp luật, thì nếu họ tiêu hết tiền của họ thì việc còn lại hãy về đây con nuôi, bố mẹ cứ trải nghiệm thoải mái đi. Như vậy gọi là hiếu thuận. Nhưng thường các bậc con cái thì mặc dù tiền cha mẹ, nhưng mà cha mẹ mua cái áo mặc con cái nó cũng bắt mặc theo kiểu của nó, mua cái nhà hay xây cái nhà cũng xây theo kiểu của nó, thậm chí chơi cây cảnh hay mua con chó để nuôi, con thú cưng ở trong nhà cũng phải nuôi theo kiểu của con nó xui, không thì con nó mới vui lòng. Thì như vậy không có hiếu thuận. Ở đây nó không có đúng sai, mà vấn đề cần cha mẹ mình trải nghiệm. Tiếp, tầng cao hơn nữa thì gọi là hiếu thảo. Bây giờ bắt đầu phải có tí tiền rồi, thấy cha mẹ mình thích cái gì thì đồng quà tấm bách để quan tâm đến cha mẹ
tức là không phải làm cho cha mẹ mình sướng hơn, mà làm cho cha mẹ mình cảm thấy hạnh phúc. Vì quà nó chỉ là phương tiện thôi, nhưng cha mẹ mình cảm thấy hạnh phúc vì khi nó mua quà cho mình, có nghĩa là nó còn nhớ đến mình, nó còn ghi nhận công ơn của cha mẹ, và họ cảm thấy vui. Và cao cả hơn nữa, đó là hiếu nghĩa. Ý nghĩa chính là đưa tiền cho cha mẹ mình làm những thứ mà cha mẹ mình chưa làm được, còn khao khát muốn làm mà chưa làm được. Ví dụ như muốn cúng vào chùa một ít tiền, muốn xây một cái từ đường cho nó đàng hoàng, muốn xây mộ cho ông cố trước khi đi, vân vân. Thậm chí là muốn xin thằng anh một chút tiền để đưa cho thằng em nó khởi nghiệp. Thì đấy là cái tiền nó không quan trọng nữa. Mà bây giờ mình đưa tiền cho bố mẹ mình để bố mẹ mình đưa cho một đối tượng thứ ba, nhưng cuối cùng để cho bố mẹ mình thỏa mãn và an yên. Thì đấy gọi là hiếu nghĩa. Như vậy là sứ mệnh của đời người, việc đầu tiên là phải báo hiếu, trả nợ cha mẹ, bao gồm hiếu kính, hiếu thuận, hiếu thảo và hiếu nghĩa. Mà đến tận cùng của tầng hiếu nghĩa thì bắt buộc bạn phải là người giỏi giang, chăm chỉ, lao động, suy nghĩ, học tập, thì bạn mới có nhiều tiền để bạn thực hiện đến tầng hiếu nghĩa. Còn nghèo mà thối túi, thối chân thối tay ra thì lấy đâu mà có tiền mà thực hiện được hiếu thảo với hiếu nghĩa. Thôi thì ngoan thôi. Tiếp, sứ mệnh thứ hai của đời người chính là trước khi mình chết đi mà mình sinh con ra thì mình để thừa kế gia sản cho con. Và gia sản cho con không phải là tài sản. Gia sản cho con là gì? Một là thói quen, muốn, cho nên phải dạy con sống đạo đức. Hai, cho con làm gương cho con để lại thói quen tốt cho con. Đó là thói quen nghĩ. Vì vậy mình phải cho con học hành đến nơi đến chốn. Việc nào cần phải học, học đi. Và chính mình cũng vậy, mình cũng phải học để mình nâng cấp đầu mình lên mỗi ngày, để làm gương cho con. Vậy thì chúng ta đều là những người nỗ lực học trên trần gian này. Cho nên đó là thói quen nghĩ. Nghĩ rằng cái gì không biết thì học đi con. Bố mẹ không biết, bố mẹ cũng học đây. Vậy thì như vậy nó hình thành thói quen nghĩ. Và thứ ba, hình thành thói quen làm. Mình hành động điều gì, mình làm việc cũng trung thực, nỗ lực, tập trung, có thói quen tốt. Nhưng mà nếu cha mẹ không làm được việc đó thì không thừa kế được gia sản cho con. Như vậy sứ mệnh thứ hai là thừa kế gia sản cho con, bao gồm thói quen muốn, thói quen nghĩ và thói quen làm. Đó là thừa kế tâm thức. Cho nên mới có chuyện là con nhà gì, con nhà nòi, nó gọi là cái gen. Chính là người ta thừa kế được cái tâm thức đó. Cho nên việc thứ hai, ý nghĩa thứ hai của đời người và sứ mệnh thứ ba của đời người chính là chuyển hóa tâm thức cho chính mình. Mà thế nào là chuyển hóa tâm thức? Chính là việc mình biết cách và nhận ra thói quen muốn của mình. Nhận ra thói quen muốn của mình và biết cách chuyển hóa cái muốn của mình nó ý nghĩa hơn, nó lên tầng cao hơn. Thứ hai là thay đổi thói quen nghĩ của mình, nhận diện ra thói quen nghĩ của mình và tìm cách gì điều chỉnh thói quen nghĩ của mình ở tầng tốt hơn. Thứ ba, nhận diện ra thói quen hành động của mình, gọi là thói quen làm của mình, và biết cách điều chỉnh thói quen làm của mình để tạo ra thói quen tốt hơn. Như vậy, ý nghĩa của chúng ta chính là việc đến đây để chuyển hóa tâm thức, tức là chuyển đổi các thói quen nghĩ, muốn và làm. Như vậy tôi nhắc lại nhé, sứ mệnh của một con người, chúng ta đến với nhân gian này có 3 sứ mệnh. Sứ mệnh thứ nhất, trả ơn người đã mang chúng ta đến nhân gian này, chính là báo hiếu. Thứ hai, khi mình sinh con ra, mình nên thừa kế gia sản cho con,
đó chính là thói quen muốn, thói quen nghĩ và thói quen làm. Thứ ba, nâng cấp thói quen nghĩ, muốn, làm của mình lên, tôi gọi là chuyển hóa tâm thức. Vậy, làm thế nào để mình hành động trong từng thời khắc để nâng thói quen ấy lên được? Thì thưa, trong từng thời khắc, mình làm bất cứ cái gì, nếu mình có thiệt một chút mà người ta lợi một chút mà mình thấy vui, người ta thấy vui, có nghĩa mình đạt được tầng muốn cao hơn rồi đấy. Tức là biết hy sinh lợi ích của mình làm cho người khác vui, đó là một thói quen muốn rất khó tập. Cái này không tập được, mà cái này nó như kiểu bỗng nhiên nó ngộ ra. Ở trường thì dạy 10 chia 2 bằng 5, nay 10 chia 2 tao 4, mày 6, mày thấy vui không? Vui, ok. Cho nên thói quen muốn chính là việc gì ạ? Dám hy sinh cái lợi ích cá nhân của mình để làm cho người khác vui, và thấy người khác vui là mình vui. Bạn đã đạt được cảnh giới của thói quen muốn tao nhã rồi. Tôi lấy ví dụ chia tiền là một. Trong một cuộc nói chuyện, mình muốn bạn mình nói, dành thời gian cho bạn mình nói nhiều hơn một chút, để cho nó xả stress, và mình chịu khó lắng nghe một chút. Đó là hy sinh cảm xúc của mình để bạn mình vui rồi đấy. Trong nói chuyện với nhau ở vòng trí tuệ, mình muốn hy sinh, tức là cái này mình nghiên cứu bao nhiêu năm nó mới ra, nay mình muốn chia bớt cho bạn mình những cái kinh nghiệm trí tuệ này của mình cho bạn mình. Mặc dù nếu bạn nó làm cái này thì có nguy cơ mình bị yếu đi một chút, nhưng mình thấy vui, gọi là chia sẻ trí tuệ. Mình tìm ra được một thói quen được chữa được bệnh tiểu đường, nay mình rủ ông bạn mình thực hiện thói quen đó để chữa bệnh tiểu đường, chia sớt với ông một kinh nghiệm, đó cũng là gì? Một sự hy sinh rồi đấy. Như vậy, biết chia sớt cho người khác nhiều hơn một chút phần mình có, trong đó chia sớt vật chất, chia sớt cảm xúc, chia sớt sinh mạng, chia sớt trí tuệ, trong mỗi một thời khắc, mỗi một người chúng ta gặp, để làm cho người đối diện với ta hạnh phúc, thì ta thấy hạnh phúc, có nghĩa là ta đã chuyển đổi được thói quen muốn rồi. Nhưng mỗi thời khắc mà ta phải đứa nào nó hơi giật hơi nhiều vật chất một chút về phần nó, ta sân hận. Đứa nào mà nó coi thường mình một chút, nó không làm cho mình vui một chút, là mình sân hận. Đứa nào mà nó có bí kíp gì, nó cứ giấu giếm mình để bắt mình phải điều tra, mình sân hận nó. Thì những người như thế là những người cả cuộc đời này nhìn đâu cũng thấy đau khổ. Họ không có thiếu tiền nhé, có thể họ có tiền, nhưng cuộc đời của họ rất đau khổ vì họ không chuyển hóa được tâm thức. Vậy từng hành vi trong đời sống, bạn biết hy sinh vật chất, cảm xúc, trí tuệ và thói quen sinh mạng để chia sớt với người khác, đó chính là lúc bạn thay đổi thói quen muốn. Và chúng ta được gọi là chuyển hóa tâm thức. Nhưng rất hay, khi bạn chuyển hóa tâm thức của bạn như vậy, đó cũng là lúc con bạn được thừa hưởng gia sản của bạn. Từ bắt đầu, thói quen của bạn ngấm dần vào con bạn, và bạn đã cũng chuyển hóa tâm thức cho con bạn rồi đấy. Bởi người hưởng phúc may mắn nhất ở cạnh bạn chính là con bạn. Bạn ra đưa ra một cái nguồn nào thì con bạn là người gần nhất nó đón được cái nguồn đó. Nhưng nếu bạn mà là tâm thức tệ hại thì con bạn là người đầu tiên được thừa hưởng một tâm thức tệ hại, bởi vì con bạn ở ngay cạnh bạn. Cho nên
muốn nhìn đứa con nó có tận hưởng được gia sản của bố hay không, thì ông bố cố gắng làm một nguồn sáng tốt nhất. Thì không, sau đó thì con nó tiếp nhận được hay không, đấy là việc của con. Nhưng mình phải là nguồn sáng tốt, thì như vậy mình kế thừa được gia sản cho con mình, chứ không phải là tiền bạc. Thứ hai, mỗi một thời khắc chúng ta luôn luôn phải có thói quen nghĩ là thế giới này còn rất nhiều điều học hỏi. Vì vậy, ai nói cái gì mình cứ nghe đi đã, nó khác ý kiến của mình cứ nghe đi đã, còn nghe hay chưa nghe, đúng hay chưa đúng, nghĩ xong rồi tính. Nhưng rất nhiều người bị hỏng thói quen này, thói quen nghĩ, tức là cứ thấy ai nói khác ý mình là sân hận, là cãi. Và dần dần cãi thành bản năng, người khác chưa nói xong mình đã cãi rồi. Hỏi đã nghe kỹ chưa mà cãi, bảo nó quen mồm rồi, tức là cãi thành bản năng luôn. Đấy gọi là thói quen nghĩ. Thói quen thứ ba là thói quen làm. Làm cái A chưa xong đã nghĩ làm cái B rồi. Trong đầu nó cứ luẩn quẩn, cái A đang làm cái A thì nghĩ cái B, mà đang làm cái C thì nó nghĩ cái D, mà đang làm cái D nó nghĩ cái Z. Đấy không? Tức là nó không có tịnh tâm ở một chỗ. Vậy thì từng thời khắc một, từng hành vi một, bạn phải tỉnh thức, bạn phải chánh niệm để ứng xử với từng người và dám hy sinh cho người khác. Dám, tôi phải dùng cái từ dám đấy. Còn sau này khi đạt đến quả vị rồi, người ta gọi là tận hưởng sự trao đi. Còn bây giờ dám trao đi, có nghĩa là phải rèn luyện. Vậy thì sứ mệnh của con người chính là ba sứ mệnh. Tôi nhắc lại: một, báo hiếu cha mẹ; hai, chuyển hóa tâm thức cho mình; và ba là để lại gia sản cho con. Có ba sứ mệnh đó. Vậy thì sứ mệnh của bản thân mình là gì? Thì mọi người hay nói đến sứ mệnh to tát. Sau này tôi mới chợt nhận ra sứ mệnh của mình chính là thời khắc này. Mỗi một người ta gặp, ta hãy tập trung toàn bộ tình yêu thương dành cho họ. Ta thấu hiểu họ, và ta chia sớt được gì với họ, ta hãy chia sớt với họ. Và làm cho họ vui chính là lúc mà ta thấy vui, và trí tuệ khắc của ta nó lại lên. Đó chính là sứ mệnh của một đời người. Chứ không phải là tôi là ông này bà nọ, tôi làm nghề này nghề kia, tôi ghê gớm thế này, tôi ghê gớm thế kia, thì đấy mới là sứ mệnh. Không, sứ mệnh nó đơn thuần là chuyển hóa tâm thức. Mà muốn chuyển hóa tâm thức là chính là mỗi một người ta gặp, mỗi một thời khắc ta sống, ta chánh niệm ở thời khắc này, ta yêu thương cái thứ đối diện với ta, ta thấu hiểu những thứ xung quanh ta, và ta làm gì chia sớt cho những thứ xung quanh ta, để giúp những thứ xung quanh ta tốt lên, hạnh phúc lên. Đó chính là lúc tâm thức của chúng ta được chuyển hóa. Cho nên những kẻ tham lam, dù giàu có chưa bao giờ có hạnh phúc. Những kẻ sân hận, dù giàu có cũng chưa bao giờ có hạnh phúc. Những kẻ si mê, dù giàu có cũng chưa bao giờ có hạnh phúc. Và sứ mệnh của chúng ta ở ngay đây, ngay bây giờ, ngay thời khắc này, hãy trao cho nhau tình yêu thương thông qua thấu hiểu và chia sớt vật chất, cảm xúc, sinh mạng, trí tuệ với chính những người xung quanh ta ở thời khắc này. Chúc cho Khang Nguyễn chuyển hóa tâm thức ở từng thời khắc, từng thời khắc, để mình nhận được một cuộc sống hạnh phúc. Đó chính là sứ mệnh, chứ không phải là những thứ to tát. Xin cảm ơn Khang Nguyễn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.